Trung Minh lời tiên tri về số phận Triều Vi cách đây 7 năm, từng chi tiết dân thành sự thật tất cả là do Hoàn Châu cách cách. Sự nghiệp của Triều Vi đã chấm hết kể từ khi loạt phim bị thao gỡ, ai cũng tò mò về việc sau này số phận nữ diễn viên sẽ ra sao. Scandal Triệu Vy bị phong sát nổ ra vào ngày 26 tháng 8 khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Tên của nữ diễn viên bay màu trong loạt bom tấn nền tảng video và mạng xã hội, cuộc thanh trừng còn liên lụy tới rất nhiều nghệ sĩ khác. Cho đến tận bây giờ, tung tích của Triệu Vy vẫn là một điều bí ẩn. Có tin đồn cho hay cô bị truy nã khi chạy trốn sang Pháp. Trong lúc sầu sôi lửa bỏng này, netizen xứ Trung bỗng đào lại được một bài viết tiên tri về sự nghiệp cuộc sống của Triều Vi sau này. Bài viết này được đăng tải vào năm 2014. Từng câu từng chữ trong bài viết khiến dân tình giật mình vì dự đoán chính xác những gì diễn ra. Triều Vi vốn không có phúc phần lớn, việc hoàn châu các cách trở thành phim hot đã phạm vào vận mệnh của cô ấy. Người viết tiếp tục nói rõ, Triệu Vi dồn ép phần may cho chính mình nên mới nổi tiếng bao nhiêu năm như vậy, tất cả đều đã định sẵn, phúc phần nửa đời sau của cô ta sẽ bị cạn kiệt. Mấy năm nữa thôi, cô ta sẽ có cú ngã cửa hoặc là phải ngồi tù hoặc là bị tố, có bê bối tài trời. Tôi viết ra ở đây để có cái làm chứng. Quả thật những năm qua Triều Vi liên tục vững phải phốt căng từ việc đánh đập thai phổ, vững tin đồn giết người cho đến xa lần chứng khoán, scandal trang phục nhạy cảm. Sau khi trường Triết Hạt rớt đài, Triệu Vi trở thành nhân vật bị Sinet chéo tiên nhiều nhất, bị yêu cầu kiểm tra đạo đức. Dù rằng chưa có bất cứ văn bản phong sát chính thức nào, nhưng những động thái từ phía cơ quan chức năng đã khiến nữ diễn viên bị tẩy chay mạnh mẽ. Và đúng theo lời tiên tri, Triệu Vi đã bước đầu rơi vào cú ngã ngửa và còn đang dính ti đồn bị truy nã quốc tế ở mức báo động đỏ sau khi chạy trốn sang Pháp tuy nhiên đây vẫn là tin đồn chưa được xác thực người hâm mộ vẫn chờ đón thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền và cả phía triều vi